vẫn xem trang trọng khác vời. Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mấy thua nước biết tóc nhường, cái gì nhỉ? Mấy thua nước tuyết tóc nhường màu da. Thơ Nguyễn Du mãi đi. Nay thì chắc là mình thử chơi lại, nếu mà chơi lại cái này này, tự đập link mới thì nó sẽ như nào, chắc là rất là khó chơi đấy, bởi vì là nếu mà muốn chơi lại server mới thì nó đơn giản hơn. Đấy. Còn server cũ nó rất là khó chơi các bạn ạ. Nên là không sao. Mình sẽ chơi server cũ cho bạn thấy. Căn bản là game ý hay không là do người chơi thôi, không phải do thằng tạo ra game. Cái này đố các bạn đọc được mật khẩu đây. Đấy, mật khẩu thì có bằng này ký tự thôi. Bạn nào đố bạn nào check được. Đấy, ok. Đấy, khi các bạn đăng ký dinh ấy thì thường nếu mà chơi dinh để sau này nó còn nhiều vấn đề khác. New phát. Chơi chắc là chơi lại Yugi à? Hay là server 1? Thôi chơi lại server 1 nha các bạn, cho nó chất. Yugi với K3 như là nó là server. À đây, rồng trắng mắt xanh đúng không? Chơi bắt đầu rồng trắng mắt xanh nhá. Yugi với K3 như là mình không rõ mấy cái server này đâu, nhưng mà kệ đi. Mới chơi lại game thì hiện tại nó rất là nát. Một tab thì là đang đợi hân rep, một tab thì đang học ôn thi. Hình như tắt mic rồi, ok. Đang ôn thi mà kệ đi. Tab thứ hai là chơi game. Cái đoạn này thì bỏ qua nhá. Nhân vật ý, theo mình thì mới chơi thì nếu mà muốn mạnh thì chọn Zonochi, còn nếu mà muốn ngon ý thì chọn Zudai, bởi vì sau này Zudai rất là khó kiếm ý. Cái gì nhở? Đây. Được chưa nhở? Hình như nó không cho đặt tí. Ok, cái tên này này, một số bạn đặt ảo lắm các bạn ạ. Kiểu là trắng ký tự này hoặc là ký tự đặc biệt các thứ đầy. Nếu mà muốn chơi thì cứ chọn Zudai các bạn. Hình như là cái gì đây nhỉ? Hoạt động hôm nay giờ vàng đúng không? Ừ, hôm nay giờ vàng. Thì hôm nay là thứ ba thì phải. Thì trước việc của game nó sẽ có mấy cái hướng dẫn này. Là giờ ấy mới lập lại nick thì không biết chơi cái gì các bạn ạ. Nếu mà muốn mạnh thì cứ cày thánh kỵ thôi. Mà mình lại không biết chơi thánh kỵ. chắc là lại mất 20k mua hũ rồi. Mà sau khi các bạn mua hũ ấy, thì các bạn sẽ thấy cái lá hồi sinh rất là ngon. Sau khi các bạn mua hồi sinh thì các bạn sẽ thấy cái lá bình tham vọng cũng rất là ngon. Sau khi các bạn mua xong bình tham vọng thì nó đến tạm thời đình chiến cũng rất là ngon. Đấy, cứ vòng lặp như thế nào các bạn. Cứ banh đều cho game thôi. Dần dần thì càng ngày nó kiểu nhu cầu chơi nó càng cao hơn ý, nên là đừng có nghiện. Nghiện cái này dở đấy. Chết rồi, không đủ đam. À mày quá con hổ. Nếu mà không có hổ là thua đấy. Mới tạo nó nick thì nó rất là khó các bạn ạ. Nếu mà tạo server mới thì nó đơn giản hơn nhiều. Server mới quà cáp các thứ rất là nhiều. Còn server cũ khóc đấy các bạn ạ. S1. Nhận đi cái. Thì sau cái đoạn hướng dẫn này chắc là mình sẽ đi kiếm mấy con anh hùng nguyên tố nhá. Chắc là sẽ đi kiếm anh hùng nguyên tố trước, bởi vì có mỗi cái... À mà muốn chơi cái anh hùng nguyên tố ấy, hình như các bạn phải có hai nhân vật. Lại phải banh kinh rồi. Hình như là phải có hai nhân vật nó mới cho anh hùng nguyên tố các bạn ạ. Đau đầu thế nhở. Đâu nhở, còn gì nhở. Đây. Nó có nhiệm vụ server mới này. Mấy cái nhiệm vụ này hình như là nhiệm vụ vậy thôi nhưng mà cũng không cày được đâu các bạn ạ. Cày thì cày được con nò aroma. Còn gì nhở. Đấy, cái này nó còn đâu mà cày. Thấy không các bạn, mấy con hoán tà đế, phong đế nó bay màu hết rồi còn đâu. Hoán tà đế, nghe ghê đấy. Bữa nào để mình chơi mấy con đế đế này, liệt phong đế luôn. Cũng không còn. Đấy. Nó nói chung là nhiệm vụ nhưng mà làm gì đến lượt mình nhận. Thẻ ngày à. Thẻ ngày thì nay bỏ qua đi, nạp tích lũy thì bỏ qua luôn đi. Cái này thì nó không ăn thua. Even server mới nhưng mà nó nỗ lắm các bạn ạ. Chết rồi, học rồi. Quỹ nạp lần đầu chắc là phải banh kinh cái này thôi. Gói ưu đãi. Ưu đãi thì là đây. Gói cao cấp sẽ có con áo đen hỗn độn đấy. Con này rất là nhiều ạc, rất nhiều phù thủy muốn kiếm này. Tắt tiếng đi phát. Nhá, con phù thủy áo đen hỗn độn này rất nhiều, rất là khó kiếm ý. Mà một số nick thì lại rất là dễ, như kiểu nick này này, nạp 500k là có. Mà 500k này các bạn hình như là có bao nhiêu game nhỉ? 2k5 cộng lại là 5k, 10k. Khi các bạn nạp 500k nhá, nó sẽ có 10k game. Và cũng rất là 500k mà 10k game rất là nợ nhá, là rất là nãi đấy. Và các bạn sẽ được free con phù thủy áo đen hỗn độn đấy. Con này thì nó đánh đất phù thủy rất là ngon, bởi vì sao, nó có từ khóa này, nó có từ khóa phù thủy áo đen này này đấy. Nên là đánh phù thủy sẽ cần. Một số nick thì không có đâu, một số nick thì mới có. Cái này nó cũng hên xui các bạn ạ. Thẻ tháng là chết rồi.
Hôm trước mình quên chưa nói mấy con thẻ tháng à, thôi bỏ qua đi. Chắc là không có đâu. Cái quỹ này thì cũng khá là ngon. 200k thì được 4.000 game. Nó như kiểu là X2 giống cái 500k thì được 10k game. Còn cái này là 200k được 4.000 game. Không sao, quỹ đầu tư thì cái này bỏ qua. Tiền đâu mà chơi. Hộp ưu đãi thì đây này. Thèm lắm các bạn ạ. Thèm cái tạm thời hình 9x3 tuyệt vời luôn. Tạm thời hình 9x3 quá ngon. Quá ngon luôn, nhưng mà tiền đâu. Cũ tham vọng X3 cũng rất là ngon luôn. Nếu mà server mới thì mình mới đầu tư nha, bởi vì server cũ ấy thì mình chắc là không gắn bó được đâu đâu. Quà mời thì cái này xóa được các bạn ạ. Cái này xóa rồi nhá. Cái này là event thứ hai thôi, cái này là event nhá. Tức là X2 kinh nghiệm các thứ thôi, nó không có quà gì đâu. Đây, còn cái chết rồi, nát rồi. Ơ sao mình không kích được hết hết giờ? Hay như nào? Ồ, game lại lỗi, chán thật đấy. Chết rồi các bạn ơi, nó liệt nút rồi. Thi thoảng ấy các bạn vào đấy nó bị liệt đấy. Đây, mình vào xong giờ có không di chuyển chuột nên là mình phải F5 lại nhá. Lồng trắng mắt xanh, nếu mà giờ thật ý. Ra server mới xem bao nhiêu người chơi, bao nhiêu người nạp mà nó không thèm ra, cay thật đấy. Ôi, giờ tài nguyên thì chưa có gì nữa. Code thì chẳng có đâu các bạn ạ. Code thì trước thì có rất là nhiều code đấy, nhưng mà giờ ấy còn code quá hạn sử dụng. Đây, thì cố gắng điểm danh 30 ngày chơi thiên sứ sa ngã này. Cũng ok. Đây, từ từ nha. Giờ kéo xuống giờ vàng. Đây rồi. Ô, mấy bạn này nhận hết tiêu rồi. Không còn gì cho mình nhận các bạn ạ. Vào muộn rồi. Cái gì mà nó full hết rồi các bạn ạ. 100 game cũng không nhận được luôn. Rồi ok, ngon. Thì đây. Gói tân thủ à. Cái gói này thì nó vẫn vậy. Tân thủ thì nếu mà server mới sẽ mua để chơi phù thủy. Thôi, làm cái hũ cho dễ chơi. Chết rồi. Nó lại bị nát rồi các bạn ạ. Chán thật đấy. Ở tự nhá. Quét QR cái mũ hũ ấy. Thì chắc là phải chơi hũ rồi, bởi vì hay là không dùng hũ nhỉ. À nhưng mà không hũ ấy thì các bạn không nên được VIP 1. Xem vào cũ ấy chỉ có cách lên VIP 1 bằng nạp hũ thôi. Còn nếu mà không thì các bạn sẽ không nên được VIP 1 thôi. À, đành mất 2 bữa sáng rồi. Không sao. Có event nào. Đấy, 2 bữa sáng đấy. Ok, nạp 20k. Các bạn nạp game thì máy tính nhá, các bạn mua hồi sinh không tính đâu. Đừng có mà tưởng trứng khô hơn gà, các bạn định mua hồi sinh là ăn cái quỹ lần đầu á, có ứa ấy. Các bạn phải mua game này này thì nó mới tính cho bạn, chứ không phải là mua hồi sinh đâu. Thì thanh toán Zanapay khá là dễ thôi. Ấn vào phát xong, quét mã xong, lại mất 2 bữa sáng. Nghiện rồi. Ai da. Chết cha, quên mật khẩu này. Hay lắm. Mất 20k nhận được 1 xu. Đây. Được chưa nhỉ? Rồi ok. Quà này. Khi các bạn nạp 20k sẽ nên VIP 1. VIP 1 sẽ mở di tích cổ đại nhá. Nhiều bạn hỏi thì VIP 1 nên di tích cổ đại. Còn server mới ấy, server mới các bạn điểm danh là được rồi, chứ không phải là vé chúc phúc để làm gì nhỉ. What? Quỹ nạp lần đầu nhận cái. Ngon thế nhờ. Chết tiệt. Chết rồi, chuyển sinh thế này chơi như nào. Cái vòng quay nễ nha các bạn mà không dùng là nó mất đấy. Cái rương xám này là rương cùi nhất các bạn ạ. Này phải cái rương này này, cái rương vàng mới là xịn. Mình chẳng biết nó không phải xịn đâu, nhưng mà kiểu nó xịn trong mấy cái rương này thôi, bởi vì nó mở ra quà nhiều hơn ý. Chứ rương xám này như là 1k gold à. À 15 game. 15 game, ok fine. Quà VIP tháng này, anh à, nhầm, vòng quay lễ. Làm thử con đi, mình có một cái vé ấy, làm thử một con, hải nữ à. Ui giời ơi, XP làm gì? Thôi hay chơi 30 lá thôi các bạn nhỉ? Ừ, hay là chơi 30 lá thôi này. Đừng có nên nên nhiều lá, lên nhiều lá thì nó yếu đấy. Ai, banh mất 20k nhận được đúng. Còn gì nhỉ? Chơi 30 lá thôi ấy. Hiện tại nếu mà chưa lên level 30 thì các bạn chỉ cần chơi 30 lá. Mà giờ làm cái quái gì nhiều. Ồ, à mở nhân vật, mở nhân vật. Nhân vật thì sẽ ưu tiên Zorochi các bạn ạ. Ừ, ok. Đừng có cày nhân vật nhá, các bạn chỉ cần vậy thôi. Xong đi trưởng thành phát xem có gì được. À Suki Judai à. Nhưng mà giờ nếu mà không không cày Judai thì lại không có con hero mạnh. Ê, cái game mất dạy. À, thử đi làm mấy gói bài hero các bạn ạ. Cao cấp à. Giờ mình có lồng trắng thôi, nó chưa đến hero, phải đến ngày mười mấy mới có các bạn ạ. Theo mình thấy thì ấy là thế không có tài nguyên để mua nhiều các bạn ạ. Mới có 50 vé đây này, giờ dùng gốt thì cũng không có gốt mà dùng ý. Cày thật. Đấy, mới chơi thì nó khó như vậy, còn server mới ý, nó sẽ rất nhiều quà. Nên là các bạn chỉ cần nạp 20k là các bạn đủ mua mấy cái gói này rồi đấy.
Còn server cũ á, chỉ khóc thôi. Bởi vì sao? Giờ đập nick ấy, giờ muốn chơi lại thì đầu chỉ có server mới. Server cũ thôi, bỏ qua đi nào người. Lôi Nhã, các bạn phải có hai nhân vật thì nó mới mở được Lôi Nhã nhá. Lôi Nhã thì ưu tiên Lôi Nhã 4 thì phải. Thì nó có chọc phú rồi. Và nó có thầy dung hợp ấy. Còn lại thì có rất nhiều con hero. Thì mình có mua bằng hư vô cũng được. Ý xời, cứ tưởng ra chọc phú chứ. Chọc phú ơi. Ô, hết rồi à? Sao ít thế? Chết rồi, chuyển sinh nhầm thời gian rồi. Mua phát hết luôn các bạn ạ. Làm gì nhỉ? Mua một bộ hero. Tài nguyên chẳng có gì. Có mỗi XP. XP thì chưa dùng vội các bạn ạ. Giờ không biết nhận tài nguyên kiểu gì. Nạp cũng không có cơ. Cày thật đấy. Hay là cày con aroma nhỉ? Giờ chỉ có điểm danh thôi các bạn ạ. Điểm danh đây này. Liên tục hoặc là tân thủ ấy. Đây. Tân thủ này này. Thì may ra còn có. Chứ giờ... Thôi chết. Sao mình đần hết nhỉ? Tự nhiên banh 20k vào đây làm gì? Có được cái vẹo gì đâu. Chết. Một con này. Anh Hùng Nguyên Tố sẽ đi chơi thử mấy trận nha các bạn. Con Bubble Man. Con này trong phim rất là bá. Trong game thì thôi. Bỏ đi làm người. Mấy con hero này trong phim cũng cháy thật đấy. Mà vào game nó chán thật. Nó không giữ nguyên effect mà nó còn giảm sức mạnh. Cày thật đấy. Cái thằng nào cốt ra game. Mấy cái thằng... À mấy fan hero chân chính như mình. Tại sao nó lại không cho thỏa mãn đam mê chứ nhỉ? Ui may quá có hai lá dung hợp các bạn ạ. Dung hợp bình thường phải đến ngày 7 mới có dung hợp đấy. Chết tiệt. Giờ đỡ làm sao? Bẫy không có gì. Bẫy thì có đất sét xung phong. À có đạo cụ trộm cắp gọi là cái này là nạp tiền thì mới có. Hoặc là các bạn cày di tích cũng có đấy. Cày di tích cũng có. Ui sao bài mình đơn giản thế nhỉ? Phép thì lấy thêm hồn siêu việt là không cần đâu. Chiếc rune tử thần. Hay. Cái ná này trong phim đúng là ảo thuật. Trong phim nữa nha. Còn trong game thì đúng là vô dụng. Trong phim cái ná này kiểu là nó phải cứu mạng Yugi chục lần rồi ấy. Trăm lần cũng muốn đến. Mà cay thật đấy. Làm con Kuribo nữa đi. Con diêm nhở. Nghèo thế nhở. Con rồng này tổ tính thủy à. Mấy con thủy hình như nó không biết được cho hero. Thôi làm con Kuribo nữa cho. À. Con tiểu anh hùng này thì nó không có effect mạnh. Các bạn phải có x3 thì nó mới mạnh. Còn x1 thì nó yếu lắm. Đấy ok. Con pháp sư ba mắt thì chưa dùng được đâu. À. Mua thêm cái ná chuẩn bị dung hợp với nhờ cái ná đấy ở đâu nhỉ? Để mình xem hình như điểm danh nó sẽ cho chuẩn bị dung hợp thì phải. Tân thủ này này. Đây. Hình như chuẩn bị dung hợp là các bạn điểm danh. Đấy. Đúng rồi. Ngày 7 nhá. Còn không là các bạn không có đâu. Phải đi mua chỗ khác ấy. Chỗ khác thì mình quên mất tiêu. Đây này. Cái ma tinh guin này các bạn điểm danh ngày thứ 10 có này. Thấy chưa? Điểm danh ngày thứ 10 có nhá. Thứ 7 cũng có luôn này. Đấy, các bạn muốn chơi gây rối thì cứ điểm danh thôi, chứ chẳng cần làm gì nhiều. Rồi đi chiến, chết rồi nó chưa cho chơi. Phải cày ăn. Hôm nay phải lên được rank 1k đã. Không biết nên được không nhỉ? Nên kiểu gì ấy nhỉ? Hai con này thì kết thúc lượt đi, bởi vì hero nó chủ yếu là đi sau các bạn, đi trước thì nó không mạnh đâu. Đấy, đấm một phát này. Ôi sao lại không dung hợp được cơ? Ảo thế. Ô nãy còn thấy ná dung hợp mà. Không phải à? Đây dung hợp được rồi. Con người phượng hoàng hay con gì nhỉ? Hình như đôi cánh nửa thiêng đúng không? Hình như con này là trừ NP à? Đấy. Này. Khi tấn công khiến đối thủ mất NP bằng tấn công. Bằng tấn công một quái bị phá hủy. Rất là mạnh luôn. Trong phim nha. Chỉ có 4k NP mà cái con này nó đốt. Vừa tấn công chết này. Vừa đốt NP. Thì con này rất là bá rồi đấy. Ừ. Chắc là con chủ chốt của mình sẽ là người phượng hoàng mất. Chứ giờ không biết làm gì nữa rồi. Bất lực. Cay thật đấy. Hơn gần 2 tháng rồi. Không có một cái server mới nào. Ô game nó lừa nhỉ. Nãy giờ mình còn đang học đây này. Thấy chưa? Xin lỗi thầy cô và các bạn. Em hôm nay chót dạ. Tại hồi chiều mình lười mình không quay. Xong là giờ đúng nguyên lúc học. À nhầm. Đúng rồi. Đúng nguyên lúc học. Thì quay. À không đấm được. Chỗ này nó mạnh thế nhở. Những con hero này sao trong phim nó ảo thế mà. Giờ chắc là thủ sân đã rút dung hợp các bạn ạ. Ui nó bị khóa tấn công à. Đây. Người nùn à. Ok. Người đất nùn thì có gì nhỉ. Không có effect gì à. Nó chỉ có thủ to à. Ừ. Con này thì bắt buộc các bạn phải dung hợp. Effect hay thật đấy. Effect của nó là bắt buộc dung hợp mới lên sân được. Các bạn hiểu không. Bình thường là một số con dung hợp ấy. Nó không cần phải dùng lá dung hợp lên sân. Nó sẽ dùng cái nguồn khác để nên được. Nhưng mà effect của này thì nó hơi bị đần tí. Chắc là các bạn chưa hiểu đâu. Chơi nhiều thì các bạn sẽ hiểu đấy mà. Không sao, có con người đùn này gánh tim rồi. Cày thật đấy.
Mặc dù con 2-4 đam thì không được đấm. Đây là boss thôi, các bạn mày thấy win. Trừ tí vào người thì nó ngay cả ZWK, chắc chắn là ZWK nó ăn chấp 10 cái deck này luôn. Rồi, vẫn chưa lên level 5. Các bạn phải lên level 5 thì mới đấu được nhá. Theo mình thấy thì do mình hơi cúi nên là chơi 30 lá thôi. Các bạn, bộ bài các bạn càng ít ý, thì nó mới càng mạnh. Chứ đừng tham lam mà nhiều bài làm gì. Nhiều bài nó chỉ chết bài thôi. Đấy, một định luật, một quy luật của game là như thế. Đừng có tham lam, chơi ít bài thì mới mạnh. Tại sao phải có mấy cái lút bài, mấy cái lút bài này này để nó rút cán bộ bài cho bạn. Chết rồi, đấm nhầm. Nó sẽ ấn auto đi. Ô chết, non chê. Tức là phải lên level 10 nó mới cho ấn auto các bạn ạ. Hay lắm. Mấy cái thằng bất dạng. Non chê nó không thèm cho ấn auto cơ. Được. Cái thông lượt. Cái rune tử thần này là, thôi kệ đi. Trong phim thì nó bá bao nhiêu, trong game thì nó yếu bấy nhiêu. Đấy, ok. Cuối cùng một đi đánh người các bạn ạ. Giờ tài nguyên ý, giờ chẳng biết kiếm ở đâu cơ. Lại còn nát nữa. Thôi, em, à thôi tí. Tí nhỡ lại không được vào. Ui, nó không cho thám hiểm. Bài tập thì các bạn cứ giải. Giải bài tập thì sẽ có thẻ tím và gốt. Thì càng nhiều ấy. Càng về sau thì nó càng được ít các bạn ạ. Chỉ mấy cái tân thủ này này nó sẽ được 600 thôi. Còn huấn luyện sơ nó chỉ còn được 100 gốt này. Thì bỏ qua đi. Mấy cái này thì chiến thuật cái đấy chơi ấy. Đố các bạn win được. Ngày xưa muốn win ý, nên YouTuber gõ cách win. Đấy, ngày xưa muốn win là phải nên YouTuber gõ cách win. Chứ người thường không win được đâu. Bởi vì ảo lắm. Các bạn đi sai một phát là đi luôn đấy. Nó không phải, nó kiểu nó tính toán. Nó không phải áp dụng cho thực tiễn. Mà nó cứ phải tính toán nhiều các bạn ạ. Đại đoạn là thế. Con tiểu anh hùng này làm được gì nhỉ? Ui, con này con boss đấy. Ba trận đầu ý, nó sẽ cho gặp boss các bạn ạ. Đấy, ba trận đầu tiên ở trong quyết đấu nó sẽ cho gặp boss. Mà khả năng thua boss này này. Ba cái bẫy vô hiệu. Thôi, tôi phải đăng xuất khỏi trái đất đây. Trái đất làm gì có một người may mắn như vậy được. Có ba cái là bẫy vô hiệu thì rút được cả ba. Mà không sao. Giờ thì giúp ích rồi đấy. Đấy, ích lợi của nó đấy. Đấy. Đây nha, thử dùng rune tử thần cho bạn xem. Nó phá một con. Rồi, hay lắm. Thấy chưa, tác dụng của rune tử thần. Hay là mấy trận này mình chịu thua cho nó đỡ. Bobo men, ngon. Con này thì trong phim là ngon. Đây này, trong phim nhá, đến đoạn này là đặt kèo. Cứ vào phim ý, đến đoạn này nó sẽ đặt kèo. Còn trong trong ấy đây này, trong game ý, thì bốc của nó như không ý. Đây, effect của Bobo men thì nó sẽ có 800 đam và 1.200 thủ. Effect của nó chỉ có vậy thôi. Chứ chẳng có gì nữa. Thì nãy một pha hơi đần. Mình đưa con kiếm tử thần, ăn rương tử thần, xong đối thủ bốc được cái con tia chớp của mình rồi. Thế là giờ bất lực, không muốn nào vượt được tia chớp nữa rồi. Thua cả boss. 3 trận đầu sẽ gặp boss các bạn ạ. Hơi trầm cảm. Đấy, trừ 50 điểm. Ý giời ơi, hành trình leo đành của tôi. Rồi, chắc là vòng tay gì đấy. À, còn event 12 con giáp. Quên. Ý giời ơi, đi nhận thưởng chứ gì nữa. À, thôi thì hẹn các bạn hôm sau sẽ đi đầu tư một nick. À, đầu tư tiếp cho nick này. Hôm nay thì đến đây thôi nhá. Bữa nào, bữa sau. Chắc là ngày mai đấy. Sẽ tiếp tục đi hành trình cày nại, chuyển sinh.